con xe 7 chỗ của nhà Toyota nha anh em, rất quen thuộc luôn ha, và đặc biệt là số tự động nha anh em, máy 2.0 ha. Đó, em này là Toyota Innova nha anh em, phiên bản V số tự động ha, phiên bản cao nhất của dòng Innova thời điểm đó. Và con này thì sản xuất vào năm 2019 nha anh em. Đó, anh em xem cái chất liệu ghế nè, trang bị sẵn bộ ghế da màu nâu ha, căng cứng à, và phần con ngựa trung tâm nè. Đó, khu vực cần số nè anh em. Con này thì sử dụng chìa khóa thông minh, nút khởi động đa tốp rồi ha, có trang bị màn hình sẵn cho anh em luôn. Cái này thì có cả camera 360 luôn nha. Đó, cho anh em xem những cái chi tiết nè, rất là mới luôn anh em, anh chủ giữ rất là kỹ luôn nè. Đó, chống vô lăng nè, rất là đẹp luôn ha, không thấy dấu hiệu xuống, và tích hợp rất nhiều nút bấm trên này luôn. Con này có tích hợp điều khiển hành trình Dual Control luôn nha anh em. Anh em nào mua về đi gia đình thì khá hợp lý ha. Con này thì lăn quanh hơn 630 tí xíu thôi anh em, vẫn có hỗ trợ cho anh em trả góp ngân hàng nha. Anh em chuẩn bị dùng em lăn quanh khoảng 300 là mình nhận xe. Đó, ô tô chuẩn ha, 30.021 cây, camera 360 tích hợp sẵn luôn. Dòng này thì ghế tài chỉnh điện nha anh em. Đó, bảo dưỡng full sửa hãng cho anh em ha. Có phiếu nhắc bảo dưỡng nè. Cho anh em xem cái phần tắp bi cửa nè, mới tinh ha, rất là đẹp luôn. Con này thì keo chỉ ốc á, động cơ khung gầm lại chúng ta rất là kỹ nha anh em, toàn bộ nguyên bản cho anh em hết ha. Innova V nha anh em, xuất động sản xuất vào năm 2019, 4 lớp là zin theo xe ha, đến lớp là 2019, và mâm cực kỳ đẹp luôn anh em, không thấy một vết trầy luôn ha. Đó, để anh em xem sơ phần đuôi xe nè. Đó, Innova 2.0 V ha, cực kỳ đẹp luôn. Con này bánh xe cua chưa lăn luôn nha anh em nè, cho anh em xem bánh xe cua nè. Đó, nó nằm ở dưới nên là hơi cũ nha anh em, nhưng mà cái bánh xe cua cũng rất là mới luôn, chưa lăn luôn á. 30.000 cây, 2019 mà đi 30.000 thì tính ra một năm nó đi khoảng chưa tới 10.000 nữa anh em. Nè, hàng ghế thứ ba nè, rất đẹp luôn ha. Anh chủ anh có lót sàn cho anh em sẵn rồi, sân si thì liền lạc đồng màu từ trước tới sau nha anh em. Đó, phía bên ngoài thì có che mưa, có dán phim cho anh em sẵn rồi. Hàng ghế thứ hai nè, hàng ghế thứ hai là sử dụng hai ghế ha, rất là mới luôn. Và ở phía giữa thì có một cái lối đi ha, lối đi ra phía sau nè. Đó, Innova thì rất là quen rồi ha anh em ha. Đây, cái lưng ghế cũng có cái bàn nhỏ cho anh em ha, để nước đồ, rất là tiện lợi luôn. Con này anh em đi gia đình là cực kỳ hợp lý luôn ha, số tự động nữa. Con này thì bên ngoài cửa nó sẽ có nút rút mở cửa thông minh nè, chìa khóa thông minh, nút khởi động ta tớ luôn ha. Quay lại cho anh em xem cái phần ghế tài nè, mới tinh nè, keo chỉ ốc ác động cơ cũng gầm lại, em sẽ bao cho anh em nguyên zin nha. Màu này là màu nâu nha anh em, sản xuất vào năm 2019. Đó, đèn với cản là còn sáng trưng luôn ha. Con này thì lăn quanh hơn 630 tí xíu nha anh em, hơn 630 nha. Đó, hoặc là anh em mua trả góp thì chuẩn bị giùm em lên quanh khoảng 300 thôi, 300 là mình có thể nhận xe ha. Phần còn lại thì em sẽ hỗ trợ cho anh em thủ tục giấy tờ, về chất xe thì em sẽ cam kết cho anh em ha, không cấn đụng, không ngập nước, và có văn bản giấy tờ đàng hoàng cho anh em ha. Và nếu như anh em quan tâm sâu hơn thì anh em cứ đem xe vào hãng test một cái trước khi anh em xe về nhà ha. Ngoài ra thì em sẽ có thu mua trao đổi các những dòng xe nha anh em, những dòng xe đẹp như thế này nè, anh em có anh em cứ giới thiệu cho em đi ha. Đó, hoặc là anh em quan tâm sâu hơn con xe này thì anh em cứ để lại bình luận cho em, hoặc là mình sắp xếp thời gian làm lên xem xe thực tế ha. Thời điểm này cũng cận Tết rồi anh em nào mà muốn lấy xe đi gia đình trước Tết thì cái tranh thủ giùm em ha, để em có thời gian sang tên cho anh em luôn. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha.